sạch lẽ lắm. 2 giờ gì gái dọn ra, có khi 3 giờ rưỡi là gái đã dọn vô rồi đó. Tại vì dì gái bán cái giá nó rẻ nè, thì ở nhà tự làm tự ra bán, mình thử dì gái bán rẻ thì thử dì gái bán mau hết con, là như vậy đó chứ không có gì hết á. Dì gái dễ dãi lắm, mình thử ra người ta thích là chỗ đó, sao mình bán cũng được, sao mình cũng giải quyết được. Nhiều người không có tiền cho sinh hoạt, cho luôn kệ nó, mình còn kiếm được đôi khi người ta không có kiếm được á, không thấy không, mình thử ra thôi kệ. Vậy cũng là niềm vui hả con ha. Rồi, dì gái bán bánh bèo, bán chè. Địa chỉ nhà dì gái là 211/116 Hoàng Hoa Thám, quận Phú Nhuận. Không, bán từ lúc 2 giờ, 4 giờ là xong. Dì gái bán cũng 30 mấy năm, 40 năm rồi đó nha con. Trời ơi, hồi lúc đó chứ dì gái chưa có chồng. Mà bây giờ con gái là 33, 34 tuổi rồi. À, chỉ có thứ ba là bán bánh bèo xương sa với cốm dẹp, thứ tư là bán bánh bèo với chuối sầu dừa, thứ năm là bán chè xôi nước với lại bánh khọt, thứ sáu là bán bánh bèo với chè đậu đen với xôi tím, thứ bảy là bán chè thân với rau câu với bánh bèo, chủ nhật là bán bánh khọt với chè chuối. Tại vì phải đổi món con, phải đổi món chứ không đổi món thì đâu có được. Phải đổi món cho người ta ăn, người ta nó đỡ ngán. Cực nhưng mà mình lấy cái cực nhưng mà mình vui, mình bán đắt, thấy không? Hồi lúc trước thì dì gái bán cái nó cũng cái giá thì nó có 15.000 một dĩa thôi, bây giờ là bán 20 là đẩy đồ lên, với lại dì gái bán cũng hơi nhiều hơn, là bán 20.000 một dĩa. Mì xào cũng vậy mà bánh khọt cũng vậy, mà bánh bèo cũng vậy á con. Ừ, khách quen nhiều lắm con, tại vì nhiều người ta con trên mạng á, người ta cũng biết tới dì gái đó, xa xa người ta cũng tới, có người tuốt lúc ở xa cảng cũng vô, mà Hóc Môn người ta cũng xuống nữa đó con, cứ ráng bán chứ, tại vì người ta ở đường xa đã xuống, người ta không có mình lắm, cũng tội nghiệp người ta. Tự gái cứ bán xuống, bây giờ sức khỏe, bây giờ gái bệnh cả năm nay rồi, xin tử ra bây giờ gái bán là thứ hai đầu tuần là gái nghỉ, cứ đúng thứ hai là nghỉ, còn nhiêu ngày là bán hết chứ không nghỉ ngày nào. Không bán là buồn lắm, cứ ra để bán cái gặp người này người kia cho nó vui. Mà cái bệnh của dì gái là phải không có rầu, không có lo, không có suy nghĩ, phải vui vẻ lên thì mình mới sống được lâu hơn. Còn nếu mà mình buồn, mình suy nghĩ thì mình sẽ sống ít hơn đó con. Cái bệnh này là bệnh không có được suy nghĩ, khổ vậy đó. Người ta thích dì gái là dì gái cũng nói chuyện cũng bị mỏng thứ nhất, thứ nhì đó mình cũng phải buôn bán phải ngọt ngào với người ta, con thấy không? Người ta thích dì gái là chỗ đó.